đặc biệt cực kỳ hấp dẫn. Và như thường lệ thì mỗi một đơn vị chúng ta sẽ có chương trình là kiểm tra những quả banh. Và đặc biệt tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây, khán giả đang xem live stream của Đoàn là những người cùng nhau hỗ trợ Đoàn giám sát. Và ngay từ bây giờ Quyền xin mời một vị khán giả có mặt ở đây, chúng ta cùng nhau hỗ trợ Đoàn bằng cách là kiểm tra những quả banh. Vì mỗi quả banh trong đó là từ con số được in trên tờ giấy tất cả quý vị, nên là công tác phải kiểm tra. Và ngay từ bây giờ Quyền xin mời một vị khán giả. Quý vị ơi, quý vị mình nhớ hỗ trợ Đoàn nha quý vị nha. Rồi, Quyền xin mời em nè. Mình mua vé rồi đúng không? Rồi, mình qua bên kia ha. Mình nhờ sang bên kia. Rồi bây giờ chúng ta em bước thẳng tới đây đúng không? Đó, mình bước lên đây. Đó. Và bây giờ quý vị cũng nhớ nha, ủng hộ phòng đại đầu tiên mình nhá nè. 20.000 đồng cơ bản sẽ được nhận vào đó nè. Một cái phiếu mua hàng của ban tổ chức. Em kiểm tra giúp chị nha. Trong đây là có lòng cầu gói điểm nè. Rồi bây giờ mình kiểm tra từ số 1 đến số 60 nha. Nó sẽ có những con số nè, ví dụ số 1 em bỏ vô giúp cô Quyền nha. Đây. Rồi số 1 2 3 4 số 5 6 7 8 9 10. Em nhìn số nha, không có thì em nhớ là phản bác lại. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Quý vị ủng hộ vé liền giúp Quyền nha. Sau khi mình kiểm tra xong thì chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị đến với vòng loại đầu tiên. 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 và tiếp theo 30 31 32 30 32 cho Quyền xin nào. Từ từ sao? Rồi 32 quý vị nha. Tiếp theo màu xanh là 33 34 35 36 37 38 39 và tiếp theo là 40. Và sau khi kiểm tra xong thì chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhờ số liền quý vị nha. Bên đó đúng rồi, màu xanh 44 45 46 47 48, con trâu là 49 50, con chó dừa là 51 52 53 54 55 56 bên kia màu hồng kèm 59 màu vàng và cuối cùng màu xanh là 60 nha. Quan trọng cho Quyền xin bộ vé. Rồi bây giờ Quyền tặng cho em bộ vé nha. Còn lại đây chúng ta chờ số liền nha. Dạ. Dạ không được, cái này theo quy định của ban tổ chức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được kiểm tra xong với 60 con số nằm im trong cái lòng cầu bên kia. Và đặc biệt đêm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều vòng loại được chào đón tất cả quý vị. Và đêm nay quý vị mình nhớ nha, ở lại thật là đông đủ để chúng ta gặp gỡ cho mọi người khách mời đặc biệt là Thanh Duy Idol. Và ngay từ bây giờ vòng loại đầu tiên 20.000 đồng một cái phiếu mua hàng. Giơ tay giúp cho Quyền nha.
số 2, cầu số 2, phố số 2, cầu số 2 mình gì ra. Mày thì đây, mày thì đây, mày thì đây. Anh nói thiệt giữa em về một đời đã yêu. Con gái và con gái qua năm xuân tươi lên qua ta trong nắng. Vậy bao mùa anh nhớ nhung trời ơi, anh nhớ quá. Nếu từng qua đây lại đến giờ đây thì anh nhớ cho em nhiều như em trả lại. Tựa chồng muốn em đêm thừa như anh hay xa. Còn số 3, 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 còn số 3. Ba thừa ra, ba thừa ra, ba thừa ra. Đất bao chiều trời đứng ngay. Em đã xe tình em vòng vòi. Trời tình thừa giờ sao còn tăng. Bố vậy. Em giờ đây tựa như cánh chim bay. Phiêu bằng tay tựa như trời đau. Làm sao có nhau em biết làm sao. 201 đúng nhầm loại và 24 chúng ta cùng điểm ra. 38 có ba con chó là như vậy chị. Chó dừa dừa, chó dừa dừa 51. Bà biết không chơi đúng cái gì? Bây giờ 51, 38, 24 và số 2 hợp lệ. Nếu như mà khán giả mình thắc mắc qua từng vòng loại, không phải vòng loại bình thường, vòng loại đặc biệt cũng vậy. Nếu như mà quý vị mình cảm thấy tao nghi ngờ mình muốn lên kiểm tra, hoặc quý vị mình có thể là bước lên đây chúng ta muốn lấy cái hình ảnh của mình cho nó vui, có một kỷ niệm với đoàn. Mình kiểm tra vé và banh, sau đó chúng ta được nhận một phần quà của đoàn đó nha. Đây là một phiếu mua hàng cực mát của đoàn được gửi đến cho bạn nha. Và bạn vào trong chúng ta sẽ được lấy một cái phiếu cực thụ. Bố thành viên đoàn sẽ đến phục vụ cho quý vị khán giả ngay trong một vài phút nữa thôi, vì lý do là thời tiết cho nên là không có đến đúng giờ, thì mong quý vị khán giả thông cảm. Bên dưới chúng em đang phục vụ cho quý vị khán giả vòng loại tiếp theo thì với 20.000 đồng, quý vị khán giả hữu tình phục vụ cho chúng em. Và đặc biệt tiếp nay, một chương trình ca nhạc rất là đặc biệt được chào đón tất cả quý vị với sự góp mặt đặc biệt của khách mời là Thanh Duyên Idol. Quý vị mình sẽ thấy một ca sĩ Thanh Duyên Idol rất là tài năng, đã tham gia rất là nhiều chương trình với nhiều chương trình rất là nổi tiếng, cũng như là nhiều chương trình rất là lớn trên đường phát rất là rộng rãi trên đài truyền hình nè, các kiểu nè, các đài VTV3, HTV7, VTV9 và đặc biệt phát tại đây trực tiếp vào Lotto Sài Gòn Tân Thời với sự góp mặt đặc biệt của Thanh Duy Idol. Rồi bây giờ quý vị cũng nhớ đồng hành và tham gia câu chuyện vé nha. Ồ, bữa nay cầu cầu dễ thương quá. Bây giờ vòng loại đầu tiên đã đi qua rồi và vòng loại mới giá tiền vẫn là 20.000 đồng cho tặng lá vé. Khen người đó chứ chơi là chưa chơi là sự thấy đâu thương thân từ đầu. Ủa nói nhỏ gì vậy, mềm mềm gì vậy, có khán giả giả bộ khen cầu cầu dễ thương nó chứ thật sự trời ơi kìa.
Trời ơi, sân si quá vợ. Không có dễ thương thiệt mà. Rồi, bây giờ một loại mới nha quý vị nha. Ai có nhu cầu mua vé, giơ tay giúp Quyền. Và ai đã có vé rồi, xin chuẩn bị giờ số quay. Im rồi, chị mới lạnh lấy. Số gì đây, đừng rất số gì đây. Con số gì đây, số gì đây.